Chợ Xanh Hoàng Thịnh xin được mến chào bà con anh chị. Chúc bà con chị mình có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui ha. Đây là ngã ba Mỹ Lộc nha anh chị, nằm trong xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Như trên màn hình anh chị đang xem á, đây là con đường tỉnh lộ 835A. Con đường này nè, đi rất là nhiều hướng. Cái hướng mà anh chị đang xem á, là mình về Gò Đen đi quốc lộ 1A nếu anh chị chạy thẳng hoài. Còn cái hướng ngược lại thì mình đi vào trung tâm thị trấn Cần Giuộc ha. Rồi, cái hướng này là con đường DH20 đây anh chị. Một hướng đi mà sau đây Chợ Xanh Hoàng Thịnh xin chia sẻ cho anh chị một lô đất nằm ở trong vị trí con đường này. Một lô đất đường xe ba gác dành cho bà con chị mình về đây định cư sinh sống. Giá của lô đất này cũng khá hợp lý nha anh chị. Rồi, bây giờ thì mời tất cả bà con chị mình cùng vào tham khảo xem thực tế lô đất luôn nha. Xin mời. Xin chào, chào mừng tất cả bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Xanh Hoàng Thịnh của mình. Rất là vui khi gặp lại bà con anh chị và các bạn trong cái video clip này. Cảm ơn bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn trong thời gian qua đã đăng ký và ủng hộ kênh cho mình. Bà con anh chị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh miễn phí và ấn chuông thông báo để cập nhật được bất động sản mới nhất và sớm nhất nha. Việc đăng ký và ủng hộ kênh mà bà con anh chị đem lại là việc làm mà Chợ Xanh Hoàng Thịnh xin lấy đó làm niềm vui, động lực và hết sức trân quý tình cảm đó của bà con anh chị mình. Mọi ý kiến đóng góp về nhu cầu bất động sản, cô chú anh chị xin để lại dưới phần bình luận để mình ngày càng có những sản phẩm hoàn thiện hơn. Chợ Xanh Hoàng Thịnh mến chúc bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Rồi, bây giờ anh chị và Chợ Xanh Hoàng Thịnh đang có mặt tại con đường nhựa Lương Văn Tiên đây. Đây là quang cảnh phía trước của lô đất mình ha anh chị. Tại đây có một cái lô đất được anh chị nhà đầu tư phân lô chia lô nền đây. Và cái lô đất mình tham khảo đó anh chị, mình đi vào trong cái con đường hẻm xe ba gác ha, phía sau này. Lô đất mà Chợ Xanh chia sẻ sau đây là lô đất xưa giờ nha anh chị, được cha mẹ cho con cái. Có thể kinh tế khó khăn nên bây giờ đành bán lại ha. Đất mình là đất thịt thời xưa giờ luôn anh chị, ở rất là lâu đời tại đây. Xung quanh đây giờ ở rất là đông nè, bà con chị mình mua định cư tại đây thì không sợ bị buồn nữa ha. Và đây là những hình ảnh từ phía trong lô đất nhìn ra ngoài nè anh chị. Đó, ngay cái vị trí đó là chỗ nãy Chợ Xanh đứng á, cái lô đất mà nhà đầu tư á chạy dài ra phía sau đây luôn nè. Đây là con đường xe ba gác nha anh chị. Và cái hướng anh chị đang xem là hướng của lô đất mình á, lô đất mà Chợ Xanh Hoàng Thịnh muốn chia sẻ đó anh chị. Đó, những cây cọc cắm hàng rào đó nha anh chị. Bây giờ mình sẽ đi phía ngoài trước ha, vòng ngoài, để anh chị có cái nhìn rõ hơn về phía ngoài của lô đất mình. Xin nói thêm cái lô đất này nè, là chủ nhà đã đo vị trí chính xác và cắt ra một sổ riêng luôn nha anh chị. Toàn bộ lô đất mình đó anh chị, nhìn từ phía bên ngoài vào á, lô đất này nè, có diện tích là ngang 6m và 33m ha anh chị, là 195m đất thổ cư toàn bộ. Một diện tích quá đẹp ha. Và cái giá của chủ đưa ra cho cái lô đất này là 1 tỷ 150 triệu. Một cái giá cũng khá hợp lý cho bà con chị mình về đây ở và định cư lâu dài tại đây. Một khu vực mà Chợ Xanh cảm thấy là cũng khá đông dân cư ở đây ha. Phía bên tay trái mình đó có một cái nhà hộ dân rồi. Còn phía trước này thì đang cắt lô ra nè, chủ đầu tư cắt lô ra là bán đó anh chị. Bên hông bên kia thì cũng có nhà cửa đang xây ở. Một khu vực cũng khá nhiều tiềm năng sau này. Ngoài cái con đường mà mình chạy vào ngược lại hướng này nè anh chị, ở đây có con đường nữa nè. Con đường này mình ra con đường Trần Văn Thôi ha, đi khoảng tầm 30-40m gì đó. Rồi, Chợ Xanh đang có mặt tại phía trong khu vực lô đất. Đây là vị trí đầu tiên của lô đất mình đây anh chị. Đó, từ cái cọc cắm này nè anh chị. Đó, mình sẽ đi qua tới phía cọc cắm bên đây nè. Đó là 6m đó, ngay cái vị trí này nè anh chị.
Đó là chiều ngang ha. Còn chiều dài mình đi xuống tới đây. Đó có những cái cọc cắm đó anh chị thấy không? Nó lửng lửng ngang á, 3 4 cây gì đó. Lụm một trái ổi luôn. Đây có trồng rất nhiều cây ổi ha anh chị. Tiện tay nè, cái cọc cắm của mình nè anh chị. Để ranh giới đó, đo ranh giới đất tại vị trí này ha. Nó hai ba cây cọc cắm gì đó song song với giáp đất nhà chú hàng xóm. Đất ở đây á, chợ xanh thấy đất thịt nha anh chị, đất rất là tốt, rất là chắc luôn á. Trồng nè, trồng rau má nè, trồng cây trái rất là xum xuê. Chợ xanh thấy có một cây tắc hay cây chanh gì á, trái néo luôn anh chị. Rồi cái vị trí này ha, đó mình cứ đi thẳng ra phía sau. Cái độ dài của lô đất này cũng khá dài đó anh chị. Đó mình đi sát với cái nhà tắm nè, cái bên nè, đó ra tới phía sau này nè anh chị. Mình ra tầm khoảng nửa mét hả, nửa mét giữa cái ao này ha, tới ngay cái cọc cắm đó đó anh chị thấy không, là hết vị trí đất mình. Thì ở phía sau này nè, mình dính được cái ao chút xíu nha anh chị, không chiếm quá nhiều diện tích đâu. Thì cái ao này anh chị về có thể tận dụng, mình xả nước xuống đây hoặc làm cái gì đó khi mà mình rửa rau hay gì đó anh chị, cũng khá là thuận tiện đó. Và đất xung quanh cái ao này nè rất là chắc nha anh chị, đất thịt hồi xưa giờ nó sắc xuống rất là chắc luôn. Trong vị trí lô nền này thấy trồng rất là nhiều cây ăn trái luôn. Đây là hàng cọc cắm ở phía sau đi lên ha, mé bên tay trái đó anh chị, được kéo lưới B40 chia ranh giới rất là rõ ràng. Thì theo chia sẻ của anh chủ nhà, lô đất được chia cho con của chủ nhà ha. Bây giờ thì con chủ nhà đứng tên, nhưng vì lý do riêng nên đứa con đành bán lại đó anh chị. Trong khu vực đất này nè, trồng rất là nhiều loại cây luôn nha anh chị. Và chợ xanh thấy có một cái cây tắc nè, rất là xum xuê trái luôn á. Anh chị thấy nhiều không? Quá trời trái luôn đây nè. Và theo chia sẻ của anh chủ nhà thì cây tắc này nè, khi bán đất á, sẽ lấy lại ha. Có thể cây tắc này là cây tắc kỷ niệm nên anh chủ ảnh xin lấy lại. Còn ngoài ra những cây khác thì tặng hết nha anh chị. Rồi vừa rồi thì bà con anh chị mình cũng đã xem những hình ảnh thực tế của lô đất này. Bây giờ chợ xanh Hoàng Thịnh xin nhắc lại thông tin để một lần nữa anh chị mình nắm rõ hơn khi quan tâm lô đất này ha. Lô đất này là được nằm trên đường xe ba gác ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Diện tích của lô đất là 6 x 33 m là bằng 195 m đó anh chị. Toàn bộ đất thổ cư, một diện tích khá đẹp ha anh chị ha. Hướng lô đất là hướng nam. Cái vị trí của lô đất á, thì cách đường DH20 á, 500 m, cách con đường Nguyễn Văn Thôi thì tầm 30 m, cách đường Lương Văn Tiên là cái con đường nhựa hồi nãy đó anh chị là 70 m. Còn mình muốn đi ra cái đường quốc lộ 835A thì mất tầm cây số. Và anh chị muốn về đường Nguyễn Văn Linh, bến xe quận 8 thì mất tầm khoảng 25 phút chạy xe máy nha anh chị. Ở vị trí lô đất á, trong vòng bán kính 1 km thì có trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, điện máy xanh, bách hóa xanh, chợ, trạm y tế. Rất là nhiều tiện ích nơi đây mang lại ha anh chị. Đất thì em thấy đất sạch nè, nền cao, khu dân cư ở đông, điện nước là đầy đủ nha. Không có mồ mả gì ở trên lô đất mình cả nha anh chị. Anh chị yên tâm về vấn đề này. Và giá cuối cùng của chủ đưa ra cho cái lô đất này là 1 tỷ 150 triệu và còn thương lượng bớt lọc nha anh chị. Rồi, vài cái thông tin cũng khá đầy đủ về lô đất này. Nếu anh chị đang quan tâm lô đất này hoặc muốn xem trực tiếp lô đất, xin hãy gọi số điện thoại mà chợ xanh Hoàng Thịnh đang để dưới phía góc phải màn hình đây. Nếu anh chị mình muốn quan tâm nhiều bất động sản hơn nữa, hãy đăng ký kênh chợ xanh Hoàng Thịnh để xem được những bất động sản mới nhất và sớm nhất trên kênh ha. Chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Còn bây giờ thì chợ xanh xin ngừng video tại đây. Hẹn gặp lại bà con chị mình trong những cái video clip tiếp theo nha.